Trùng Hân Đồng bị nghi có bạn gái. Trùng Hân Đồng bị nghi vấn có mối quan hệ tình cảm đồng giới với Hoàng Phủ Thành Hoa. Họ ôm eo, hồn má khi xuất hiện chung. Ngày 8 tháng 6, Sohu đưa tin Trùng Hân Đồng bị bắt gặp đi ăn khuya cùng bạn bè. Cô gây chú ý khi có tương tác thân mật với một cô gái theo phong cách tomboy. Người này ôm eo, hôn lên má nữ ca sĩ Hồng Kông. Trùng Hân Đồng tỏ ra thoải mái, không có bất kỳ thái độ tránh né nào. Qua tìm hiểu của Sohu, người bạn tình tứ với Trùng Hân Đồng là nhân vật nổi tiếng trên cộng đồng mạng Trung Quốc tên Hoàng Phủ Thành Hoa. Hoàng Phủ Thành Hoa có cuộc sống giàu sang, quan hệ rộng với nhiều sao nữ trong showbiz như Angelababy, Hồ Hạnh Nhi, Châu Vũ Đồng. Hoàng Phủ Thành Hoa đã công khai bản thân là người đồng tính. Cô từng hẹn hò người mẫu Hứa Văn, Lý Khê Nhuế hay vướng tin đồn tình ái với Quách Bích Đình, hiện tại là vợ của sao Võ Thuật Hướng Tả. Vì vậy, việc Trùng Hân Đồng thân mật với Hoàng Phủ Thành Hoa gây bàn tán trên mạng xã hội. Khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của người đẹp Hồng Kông. Trùng Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Tuyên Bình Đám của Hồng Kông. Cô cũng thành công lấn sân diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Again, House of Fury, The Twin Effect, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Võ Tắc Thiên Bí Sử. Trùng Hân Đồng có lịch sử tình trường ồn ào. Cô từng trải qua 11 mối tình với các tài tử, thiếu gia nổi tiếng. Năm 2008, nữ ca sĩ lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy. Scandal làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và khiến đường tình duyên của Hân Đồng cũng trở nên trắc trở. Cô từng kết hôn với bác sĩ Lại Hoàng Quốc vào tháng 12 năm 2018. Sau ngày cưới, mối quan hệ của cả hai liên tục gặp trục trặc. Tháng 3 năm 2020, họ quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng sau hơn 14 tháng chung sống. Trên truyền thông, Trùng Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu.